Với sốt xuất huyết thì hiện cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vậy thì những điều gì là quan trọng nhất khi mà sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm tháng 4, thưa bác sĩ Nguyễn Minh Tiến? Chúng ta thấy rằng là ông bà mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thành ra chúng ta làm sao mà phòng bệnh, làm sao chúng ta bản thân chúng ta và con em mình không có mắc bệnh sốt huyết. Mà sốt xuất huyết thì nó lây qua con muỗi, mà con muỗi thì nó sinh ra từ con bọ gậy, tức là lăng quăng. Dân gian mình ở miền Nam nói lăng quăng, ở ngoài Bắc người ta nói là bọ gậy. Thì như vậy thì là nguyên tắc là không có bọ gậy thì không có sốt xuất huyết, nhưng mà làm sao bây giờ để cho con muỗi nó đừng có sinh ra lăng quăng nè, không bằng gậy nhà. Thì như vậy thì chúng ta lại không để có những cái vật chứa để nó sinh ra. Ví dụ như là bây giờ chúng ta thấy là trong nhà mình có những cái gì mà chứa nước, ví dụ như là cái chân, cái đế của cái tủ bếp nè, mình bỏ nước đó nè, rồi cái lọ hoa có nước nè, lọ hoa rồi cúng rồi đó, có nước, chén cúng rồi đó, mình để nước. Như vậy thì vô tình đây là những chỗ mà gọi là muỗi có thể sinh lăng quăng và nó phát triển thành muỗi và nó lại đi đốt trẻ em cũng như người lớn. Rồi bên ngoài á, thì có những cái vật dụng, ví dụ như là cơm hộp nè, mình để hộp đó rồi nước mưa ứ ở đó, rồi rồi vỏ xe, rồi nói chung là những cái chum vại, những cái gì mà mình chứa nước là nguy cơ cao hết. Và thậm chí là chúng tôi thấy rằng là cái mùa này á, ở miền Tây mình á, mình lưu ý những cái điểm mà mình hay chứa nước trong cái lu cái khạp á, thì mình phải cọ rửa cho kỹ. Tại vì những cái đường viền mà mình thấy ở trên cái giữa ranh giới giữa cái không khí và cái mặt nước á, những đường viền đó chính là những cái chỗ mà trứng muỗi nó nằm đó rất nhiều. Mà chúng ta biết là trứng muỗi nó có thể sống được vài tháng, nhiều tháng và thậm chí cả năm, bởi vì nó tạo những cái nang, và khi đụng có nước mưa, có độ ẩm, nó nở ra và nó phát triển thành lăng quăng và thành muỗi. Như vậy thì chúng ta phải cọ rửa thật kỹ, và chúng ta có nắp đặt, chúng ta lọc úp nếu như mà chúng ta chưa có cần sử dụng nước. Và như vậy thì chúng ta làm sao mà không có vật chứa thì không có lăng quăng, mà không có lăng quăng thì không có muỗi, mà không có muỗi thì chúng ta không có bị muỗi đốt, và chúng ta sẽ phòng ngừa được cái gọi là muỗi lan truyền sốt xuất huyết. Tuy nhiên thì nói thì cũng dễ đó, nhưng mà cũng rất là khó, và dĩ nhiên là muỗi vẫn phát triển, và như vậy thì chúng ta lại phải diệt con muỗi nữa. Ví dụ như chúng ta nằm ngủ mùng, rồi chúng ta có, đặc biệt là con muỗi này nó đốt, là nó đốt ban ngày, về về chạng chạng về về chiều tối á, nó lại thích đốt vào cái dịp đó. Thành ra là chúng ta là có thói quen là ngủ mùng, ngủ màn là buổi tối, nhưng mà màn ban ngày thì chúng ta không đeo thì nguy cơ cũng bị đốt. Và như vậy thì chúng ta thấy là phải coi như là phải diệt muỗi. Thì ngoài ra thì có thuốc xịt muỗi, rồi cũng như là những cái nhang diệt muỗi vân vân, thì chúng ta phải làm sao mà làm tích cực, nhưng mà chúng ta phải đảm bảo là các cái gọi là biện pháp này nó phải an toàn cho trẻ em. Chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta lạm dụng hóa chất thì có nguy cơ nó ngộ độc ở trẻ em, hoặc là chúng ta sử dụng muỗi mà không, nhang muỗi mà không phù hợp thì có thể gây cháy nổ vân vân. Thì chúng ta thấy là tất cả những cái điều này thì có những cái chiến dịch mà tại thành phố Hồ Chí Minh người ta vẫn đề xuất ra, ở ngành y tế đề xuất là cứ mỗi ngày dành, mỗi tuần, mỗi cơ quan, mỗi nhà dành 15 phút để dọn dẹp nhà cửa, những cái chum vại, những cái vật chứa là chúng ta phải dọn dẹp hết để cho chúng ta phát hoang và diệt muỗi. Đặc biệt là muỗi nó thích ở những cái chỗ bóng tối, ở những cái đồ mà chúng ta để mồ hôi, rồi chúng ta để lâu đó thì muỗi hay đậu ở đó, và dưới lòng bàn vân vân. Cho nên ở nhà trường cũng như là ở cơ quan cũng như là ở nhà ở của mình, mọi thành viên phải hết sức nỗ lực để mà diệt muỗi, diệt lăng quăng, thì chúng ta sẽ tránh được cái vấn đề mà muỗi đốt lan truyền bệnh sốt xuất huyết.